tỳ kheo đức vân phó thác thứ nhất phát tâm trụ thiện tài đồng tử đi đến nước thắng lạc lên núi diệu phong trên núi đó quan sát đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới để tìm cầu khát ngưỡng muốn tìm gặp tỳ kheo Đức Vân. Trải qua 7 ngày gặp được vị tỳ kheo đó đang ở trên ngọn núi khác đi kinh hành từng bước từng bước. Gặp rồi bèn đi đến đảnh lễ dưới chân vị tỳ kheo đó, đi nhiễu bên phải ba vòng. Bèn đứng lại ở trước mà nói rằng, Bạch Đức Thánh, con đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, cho đến nên làm thế nào để sớm được viên mãn hạnh phổ hiền? Con nghe Đức Thánh khéo dạy dỗ, xin hãy từ bi vì con mà nói, Bồ Tát làm thế nào mà được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà? Bấy giờ tỳ kheo Đức Vân bảo thiện tài rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử, còn đã phát được tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề lại hay thưa hỏi các hạnh của Bồ Tát. Những việc như vậy là khó trong sự khó. Đó là cầu hạnh Bồ Tát cầu cảnh giới bồ tát cầu đạo xuất ly của bồ tát cầu đạo thanh tịnh của bồ tát cầu tâm thanh tịnh rộng lớn của bồ tát cầu thành tựu thần thông của bồ tát cầu thị hiện môn giải thoát của bồ tát cầu thị hiện sở tác nghiệp thế gian của bồ tát cầu tâm tùy thuận chúng sinh của bồ tát cầu môn sinh tử niết bàn của bồ tát cầu quán sát hữu vi vô vi của bồ tát mà tâm không chấp trước Thiện nam tử ta đắc được lực tự tại quyết định giải, mắt tin thanh tịnh, trí huệ quang minh chiếu sáng, quán khắp cảnh giới, lìa khỏi tất cả chướng ngại, khéo léo quán sát, mắt sáng thấu triệt khắp, đầy đủ hạnh thanh tịnh, đi đến mười phương tất cả cõi nước, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, thường niệm tất cả chư Phật như lai, tổng trì chánh pháp của tất cả chư Phật, thường thấy tất cả chư Phật mười phương, đó là ở phương đông thấy một đức phật hai đức phật mười đức phật trăm đức phật ngàn đức phật trăm ngàn đức phật ức đức phật ngàn ức đức phật trăm ngàn ức đức phật na do tha ức đức phật trăm na do tha ức đức phật ngàn na do tha ức đức Phật, trăm ngàn na do tha ức đức Phật, cho đến thấy vô số, vô lượng vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết đức Phật cho đến thấy các đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi diêm phù đà, các đức Phật nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn thế giới, các đức Phật nhiều như số hạt bụi hai ngàn thế giới, các đức Phật nhiều như số hạt bụi ba ngàn thế giới, các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cho đến các đức Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật như ở phương đông phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lạ như thế